Xin chào. Chào mừng đến với Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy nâng cao sức mạnh tinh thần và thân thể của bạn lên tầng cao nhất cùng với yoga. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Chào mừng đến với yoga. Chúng ta sẽ bắt đầu tập với tư thế ngồi. Một cách dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Nào, hãy ngồi xuống. Hãy lấy một chiếc khăn hay chăn đắp. Thế này, bạn biết đó, hãy lót nó dưới mông, ngồi thật thoải mái. Thế này gọi là Sukhasen. Suk có nghĩa là hạnh phúc. Rất đơn giản. Bạn có thể ngồi thế này hay để chân thế này. Không sao cả, cứ xếp chúng lại, đặt tay trên gối, thật thư giãn. Có rất nhiều thế trong yoga. Bạn sẽ tập được thế tốt nhất. Và yoga thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ vui vẻ, sẽ vui sướng, thật vui vẻ và hạnh phúc. Chính là thế. Đầu tiên, cứ ngồi cao lên, lưng thật thẳng. Và bạn sẽ đặt tay phải lên bụng thế này. Đầu tiên, tôi muốn bạn hít thở thật sâu vài lần, gọi là hít thở bằng bụng. Cứ để tay kia thật thoải mái, dương xương sống ra và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhắm mắt và cảm nhận việc hít thở. Khi hít vào, bụng đẩy tới trước. Và khi thở ra, bụng hóp vào. Thật chậm, không cần vội. Kỹ thuật này rất tốt, làm cân bằng trí óc. Tốt cho tim, chữa chứng huyết áp cao và thấp, thanh lọc hệ thống thần kinh. Vì thế cứ tập trung, vì chúng có thể bị tắc bởi quá nhiều căng thẳng. Và với kỹ thuật này, bạn thực sự đã giải tỏa chúng. Ta sẽ làm 4 lần nữa. Khi hít vào, bụng đẩy tới trước. Và khi thở ra, bụng hóp vào. Thật thư giãn nơi mặt và vai. 2 lần nữa. Hít vào. Và khi thở ra, bụng hóp vào. 1 lần nữa. Hãy thật nhẹ nhàng, sâu hơn. Khi hít vào, thở ra. Tuyệt lắm. Bây giờ mở mắt ra. Tốt. Ta sẽ tập vài bài tập cổ, thư giãn vùng cổ. Bài tập giãn cổ rất quan trọng. Bạn có thể tập khi đang làm việc nữa. Vậy ta hãy nhìn sang bên phải. Hít vào, quay càng nhiều càng tốt. Thở ra, quay sang trái. Tốt. Giữ thẳng lưng. Hít vào sang phải. Tốt. Nửa nào, và thở ra sang trái. Tốt lắm, hít vào, phải. Và thở ra, trái. Cảm nhận sự chuyển động, hít vào, phải. Và thở ra, trái. Ta tập một lần nữa, hít vào, phải. Và thở ra, trái. Tốt, quay đầu lại nào. Bây giờ, ngước cằm mà không ép cổ nhé. Ngước lên, thở ra, cúi xuống, hít vào, thở ra. Tốt lắm, hít vào, thở ra. 2 lần nữa, hít vào, thở ra. 1 lần nữa, hít vào, thở ra. Tốt lắm. Và bây giờ ta tập nửa vòng cung. Bạn sẽ cúi cằm xuống, hít vào bên phải và thở ra bên trái. Cúi xuống, hãy cảm nhận. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Tốt lắm. Nào, hít vào bên phải và thở ra bên trái. Tốt lắm. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Nào, quay sang phải và từ từ trở lại. Ta sẽ tập vai nào. Khi hít vào, rút vai lên và thả xuống. Nào, hít vào và thở ra thả xuống. Hít vào nâng lên và thở ra thả xuống. Tiếp tục nhé. Như thế này rất tốt cho vai bạn. Bạn biết không, đau cổ không chỉ là ở cổ thôi, nó cũng bắt nguồn từ vai đấy.
Tiếp tục nào, hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Nào, từ sau ra trước, hít vào và thả xuống. Hít vào, cao lên, chạm vào tay và thả xuống. Hít vào và thở ra. Hãy kết hợp thật tốt. Và bạn đang tập luyện cả trí óc, không chỉ là cơ thể thôi đâu. Một lần nữa, hít vào và thở ra. Nào, giờ tay trái đặt lên đầu gối. Còn tay phải đặt ra sau, nhìn ra sau. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Bạn có thể quay chút nữa, giữ nguyên thế. Tuyệt lắm, nhớ giữ lưng thật thẳng. Cứ giữ vậy, hít thở nha. Thế này rất tốt cho sống lưng, bạn thấy không? Nó sẽ massage xương lớn và nhỏ. Tôi muốn bạn cứ giữ thế, hít thở. 4, ra sau nữa. 3, rất tuyệt. 2, 1, tốt, nhìn ra trước và thả lỏng. Bây giờ là tay phải lên đầu gối và tay trái ra sau. Cứ đặt ở đâu có thể và quay ra sau. Nhớ giữ lưng thẳng nha, đừng khom lưng đó, giữ nó thật thẳng. Bạn đang tập để giữ thẳng cấu trúc xương đó. Giữ nguyên, nhìn ra sau. Hít thở, 1, hít vào thật sâu. Hít thở bằng bụng, cảm nhận nó. Nữa nào, tốt lắm. Một lần nữa. Và nhìn ra phía trước. Rất tốt, quay ra trước. Nào, hãy tập thế bươm bướm. Hai chân sát nhau. Đây là tư thế rất quan trọng để giải tỏa căng thẳng nơi đùi trong và háng. Vì thế, hãy cứ giữ bàn chân và bay. Thế thôi, rất đơn giản. Bay nhanh hơn một chút nào. Hãy tập thế giải tỏa căng thẳng và củng cố khớp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rất tuyệt. Và bạn sử dụng khuỷu để ấn gối xuống một chút. Vài người sẽ thế này. Đừng lo, tập thế này sẽ giúp rất nhiều trong việc giãn cơ đấy. Và điều bạn làm là ấn khuỷu xuống, ngước lên, hít vào và ngã tới trước. Nhớ giữ thẳng lưng. Thế thôi, rất đơn giản. Và bạn có thể thấy lưng mở ra đúng không? Thật rất tốt. Thật ra thế này gọi là thế thợ sửa giày. Ở Ấn Độ, thợ sửa giày ngồi tư thế này. Và nghiên cứu cho thấy họ không hề bị bất kỳ gì về đường tiết niệu. Bạn thấy không? Tin tốt đấy. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Cảm nhận sự giãn cơ. Hít thở và cúi xuống một chút nữa. Cứ cố hết sức, không lo gì cả. Bạn đang ngồi cao lên và sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Nào, cứ ngồi xuống và tập. Không đau gì đâu. Nào, và hai nhịp thở nữa. Tuyệt lắm, một nhịp cuối và từ từ ngẩng lên. Thật là tuyệt vời. Nào, quay mặt về phía này. Ta sẽ tập vài bài tốt cho khớp nhé. Nào, thẳng lưng. Hai chân hơi dang ra. Hai tay đặt lên gối. Nhớ giữ lưng thật thẳng đó. Và ta sẽ tập Buna Minasen. Lời chào với mặt đất. Dương cả hai tay sang một bên thân mình và chạm đầu xuống. Lần nữa, hít vào. Tay trên gối. Thẳng lưng. Trở lại. Và thở ra. Bên trái. Tuyệt lắm. Lần nữa, hít vào. Tay trên gối. Và sang phải. Tuyệt vời. Hít vào. Tay phía trước. Hít vào. Tốt. Và thở ra. Bên trái. Tốt. Chạm đầu xuống nếu có thể. Vài người không thể thế này. Chỉ thế này thôi. Không sao. Cứ tập luyện bạn sẽ làm được. Nào, cứ giữ thế, hít thở và giữ mông sát sàn, càng sát càng tốt. Nào, hít vào, lưng thẳng. Cô thấy thế nào? Phải thở ra, tốt, tuyệt lắm, rất tốt, hít vào, rất tốt. Ta làm lần cuối, hít vào, thở ra.
hít vào. Tốt. Thở ra. Bên này rất tuyệt vời. Hít vào. Phía trước và giữ tay phía trước. Tôi muốn bạn cảm nhận phía lưng. Giữ lưng thật thẳng, ngồi thật cao lên. Và khi bạn thấy đặt tay thế này quá khó, bạn có thể đặt tay dưới gối thế này và giữ lưng thật thẳng. Tốt, bây giờ bạn ngồi được rồi đấy. Sẽ tốt thôi. Giữ nguyên thế này. Lưng thẳng, hít thở. Còn hai nhịp nữa. Còn một nhịp nữa. Và bây giờ sát hai chân lại với nhau thế này. Cong gối, đừng gần quá. Cách thế này. Đây là thế con rùa. Bạn có thể nói cách khác, đây là tư thế tốt cho người bị trẹo sống lưng, chấn thương lưng. Những gì khó chịu ở lưng sẽ biến mất. Và ngay cả khi bị đau lưng nghiêm trọng thì bạn vẫn tập được. Bây giờ bạn sẽ nắm bàn chân nếu có thể. Nếu không thể, tôi đề nghị bạn hãy ngồi lên khăn. Lên khăn hay là lên chăn. Ngồi lên thế này sẽ dễ hơn. Ai cũng có thể làm thế này. Được không? Bạn sẽ hít vào, ngước cằm. Và khi thở ra, hạ khuỷu xuống. Từ từ hạ đầu chạm xuống. Từ từ, không cần căng thẳng quá. Hít vào. Ngẩng lên. Tuyệt vời. Khi thở ra, từ từ cúi xuống. Bạn cứ từ từ cảm nhận. Tôi không muốn bạn ép buộc bản thân. Hít vào, tốt. Và khi thở ra, từ từ cúi xuống. Tốt lắm. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Và hãy cảm nhận bất cứ sự căng cứng nào đang xảy ra. Cứ để cơ thể mình tự hiểu. Hãy giữ nguyên thế này. Hít thở thật sâu. Tôi sẽ trở lại ngay. Tốt. Bất kỳ ai có vấn đề lưng quá cứng hay có những người thân thể cứng nhắc, kỹ thuật này rất tuyệt đó. Hãy tập như thế nha. Cứ giữ nguyên thế này và hít thở. Bạn có thể cảm nhận được những căng thẳng đang từ từ được giải phóng khỏi cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nào, bây giờ từ từ hít thở hai nhịp nữa. Hít thở thật chậm, không vội vàng. Chậm hơn và sâu hơn. Cảm nhận xương sống. Cảm nhận sự giãn ra. Khi bạn ngồi trên chăn hay gối, nó lại càng dễ dàng để tập hơn đó. Nào, bây giờ từ từ ngẩng đầu lên. Và ta thả lỏng nào. Rất tuyệt. Bây giờ tôi muốn bạn chống người lên bằng khuỷu. Rất tốt. Tốt lắm. Cứ thế. Và giữ chân như thế này. Hai gối mở ra. Nó sẽ giúp dẻo dai hơn. Nhiều người sẽ rất cứng chỗ này, nhưng bằng cách tập luyện, họ sẽ dẻo dai hơn. Cứ giữ nguyên thế. Hít thở. Rất tốt. Tôi muốn bạn cảm nhận hơi thở ngay chỗ này. Khi hít vào, bụng nâng lên. Và bạn luôn luôn phải hướng mình vào việc hít thở dù đang làm gì. Bạn đang hít thở thế nào? Rất tốt. Một nhịp nữa. Tốt lắm. Ta sẽ tập kỹ thuật tiếp theo. Nhấc chân lên thế này. Có thấy không? Như vậy rất tốt phải không? Điều bạn sẽ làm là duỗi chân phải sang bên nào. Tư thế này lại sẽ giúp mở rộng đùi trong, mở rộng vùng hông. Tốt lắm. Bây giờ đổi chân. Rất tốt. Nào, bây giờ bên kia. Thế thôi. Bạn thấy không? Rất đơn giản. Bên kia nào. Thấy không? Cứ tập như thế tiếp tục nhé. Cứ tập thế. Bạn sẽ cảm thấy cơ đùi quả thật dẻo dai. Tốt. Cứ tập thế. Tốt lắm. Bên trái nào. Tốt. Nửa nào. Phải. Tốt. Trái. Nào. Giãn ra nữa. Phải. Hãy cảm nhận sự giãn cơ nơi đùi trong. Trái. Tốt. Nửa nào. Phải. Tuyệt vời. Trái. Phải. Tốt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này và cảm nhận sự giãn cơ. Có được không?
cứ hít thở thế, rất tốt đó. Bạn sẽ cảm thấy đùi trong dẻo dai hơn. Nào, chuyển sang chân phải. Tôi cũng muốn bạn giữ nguyên thế này, hít thở. Khi bạn giữ nguyên thế, sẽ cảm thấy các cơ đang căng ra. 5, 4, 3, 2. Và từ từ thu chân lại với nhau, rồi hạ xuống từ từ. Bây giờ, tôi muốn bạn nằm ngửa nhé. Đúng rồi, cứ nằm thế và mở hai đầu gối ra vậy. Cứ mở ra như thế, thấy không? Ta sẽ tập nhiều hơn để mở rộng phần khung chậu. Không chỉ là đùi trong mà cũng là khung chậu nữa. Bạn thấy không? Khung chậu không dẻo dai, sẽ có nhiều thứ bị tắc, không nhiều năng lượng xuống được đấy. Thấy không? Đôi khi có gì đó bị tắc lại ở đây, không tuần hoàn máu được. Vì thế bạn phải mở ra, hít thở đẩy khí xuống khung chậu. Khi bạn hít thở, hãy cảm nhận không khí đang xuống khung chậu. Cứ giữ nguyên thế hít thở nha. Cứ hít thở và giữ hai tay hai bên, thư giãn hoàn toàn. Từ từ bằng cách tập luyện, bạn sẽ làm được thôi. Có nhiều người sẽ rất cứng, đùi trong rất cứng, từ từ sẽ mở ra. Và vài người sẽ có đùi trong quá cứng, lúc đó bạn hãy đặt một chiếc khăn xuống dưới. Bạn thấy không? Sẽ dễ dàng hơn đấy. Nếu bạn có hai chiếc khăn, cứ đặt bên này một chiếc, bên kia một chiếc, và sẽ giúp thoải mái hơn. Tốt lắm. Hai nhịp thở nữa là ta sẽ tập tư thế mới. Khi hít thở, hãy cảm nhận hơi thở đi xuống sâu hơn nơi khung chậu, thật sâu xuống. Khi hít thở, hãy để cho năng lượng tuôn chảy. Tốt lắm. Một nhịp nữa. Hãy hít vào thật sâu hơn nữa. Rất tuyệt. Nào, khép hai chân lại. Khép hai chân lại. Bạn đã khép hai chân chưa? Tốt lắm. Hai đầu gối sát nhau và bạn sẽ duỗi chân trái thẳng ra. Đúng rồi. Mary, cô nằm xích xuống tí nào. Đúng rồi. Nếu bạn trượt ra khỏi khăn hay chăn, không sao cả, cứ để đó. Và bây giờ bạn sẽ duỗi thẳng hai tay hai bên mình. Thấy không? Chân phải cong, còn chân trái thẳng. Nào, từ từ nhấc chân trái lên. Hít vào. Càng cao càng tốt. Đúng rồi. Rất tốt. Thế thôi, chạm sàn. Nào, làm lại, hít vào. Cứ thế thở ra. Tiếp tục nha. Các cô tập tiếp nha. Khi hít vào, giơ chân lên là bạn đã tập luyện khớp hông của mình rồi đó. Tiếp tục hít vào, thở ra. Như thế sẽ rất tốt để căng gân đùi và cũng tốt để giải phóng sự căng cứng nơi khớp hông. Thế này rất tốt cho những người có hông cứng. Ta lại tiếp tục nha. 4 lần nữa. Thở ra, hạ xuống. Lần nữa, hít vào, giơ lên và thở ra. Bạn sẽ kết hợp việc hít thở, hít vào, giơ lên, hạ xuống, thở ra. Một lần nữa nào, hít vào và thở ra. Tốt lắm, bây giờ giữ nguyên, cong chân lại như cũ. Bây giờ ta đổi chân. Chân phải thẳng ra rồi đấy, dễ thôi mà. Thở hai nhịp nào. Khi hít vào, bụng nâng lên và thở ra, bụng hạ xuống. Bất cứ khi nào hít thở, bạn phải tập để hoàn thiện nó. Điều đó sẽ khiến cuộc sống bạn thay đổi. Cách bạn hít thở sẽ khiến thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có được nhiều năng lượng. Ta sẽ tập với chân phải. Hít vào, tốt, và thở ra. Tuyệt vời, tiếp tục nào. Và ta xem với những người có chân không dẻo dai, chuyện gì sẽ xảy ra. Họ chỉ nâng lên được đến đây thôi. Không sao cả, cứ thoải mái. Thoải mái đi nào. Đừng căng thẳng làm gì. Và bằng cách tập luyện, bạn sẽ khiến nó thực sự thẳng lên thế này. Rất tốt. Hạ xuống. Hít vào. Thở ra. Hạ xuống nhẹ nhàng. Hít vào. Và thở ra từ từ. Hít vào. Và thở ra. Khi bạn giơ lên, tôi muốn bạn thực sự cảm nhận khớp. Khớp đang nhẹ nhàng tập luyện. Nhớ tập trung vào nữa. Bạn thấy không? Rất thẳng đó. Và nhiều người chân sẽ cong thế này. Không sao cả. Chỉ cần tập luyện, tập để nâng nó lên. Sự yếu ớt. Bạn biết đó, sức mạnh mà bạn có thể sử dụng. Nào, hít vào, rồi thở ra.
tốt lắm. Hít vào, rồi thở ra. Còn một lần nữa, hít vào và thở ra. Tuyệt vời, thở hai nhịp. Bây giờ, hạ cả hai chân xuống sàn nào. Tốt, bây giờ ta tập co gối chạm ngực. Ta sẽ làm một chân trước. Và điều bạn sẽ làm là khi hít vào, ôm lấy gối phải. Cứ từ từ ôm lấy. Đừng ngẩng đầu lên, bạn chỉ cần ôm nó. Ôm nó thế thôi, bạn thấy không? Ngay cả những ai bị đau cổ cũng có thể thư giãn thoải mái trên gối đó. Thấy không? Thật thoải mái. Và bạn tập thế này vài lần. Trước khi đi ngủ, cứ tập thế này và tất cả sẽ giải phóng mọi căng thẳng. Hạ xuống nào. Ta sẽ tập với chân trái. Hít vào. Chỉ cần ôm vậy thôi. Hít thở thật sâu. Rồi thở ra, hạ chân xuống. Tốt lắm. Hít vào. Tuyệt vời. Rồi thở ra. Tốt lắm. Hít vào. Kéo thật sát nữa nào. Và thở ra. Hít vào nữa. Thả lỏng mọi căng thẳng. Rồi thở ra. Có đôi khi người ta sẽ bị co cổ. Khi họ kéo chân thế này, cổ sẽ bị thế này. Không tốt tí nào. Bạn nên giữ cầm hướng về phía ngực như thế, để cổ luôn luôn thẳng. Hít vào, nên thế này. Và thở ra. Hít vào. Rồi thở ra. Rất tuyệt, lần cuối cùng. Hít vào. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này và tập trung vào hơi thở. Khi bạn hít thở, bạn có cảm nhận hơi thở xuống bụng không? Bụng sẽ từ từ nở ra, rồi thả lỏng. Bụng nở ra, rồi thả lỏng. Thấy không? Đó là bạn đang giúp lưu chuyển khí. Nhiều người giữ khí trong lồng ngực ở đây sẽ khiến khó chịu đấy. Nào, nhiều người thở nông và thất thường. Vì thế hãy tập thở thật sâu. Khi bạn hít thở sâu và tập luyện, sẽ khiến cơ thể phát triển hơn. Nào, bây giờ hạ xuống, chân trái, hít vào và ôm thật chặt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này, hít thở. Hãy cảm nhận hơi thở hướng về phía bụng. Rất tuyệt, hơi thở đang về bụng. Vì thế bụng sẽ từ từ nâng lên, chạm vào đùi và hạ xuống từ từ. Rất tuyệt đó, hít thở. Hãy chú ý hơn nữa vào việc hít thở của bạn. Tốt lắm. Tốt, nào, từ từ hạ chân xuống. Hai chân hơi dang ra. Và hướng mũi chân ra ngoài. Luôn thế, hai tay đặt hai bên người. Hít thở hai nhịp. Và ta sẽ tập một bài tập tiếp. Bạn thấy không? Khi hít vào bụng nâng lên và hạ xuống khi thở ra. Hãy tập trung vào đây. Bạn sẽ càng hoàn thiện nó hơn. Nâng lên. Thở ra. Hạ xuống. Tốt lắm. Từ từ mở mắt ra. Ta sẽ tập bài tập tiếp theo. Ta sẽ tập một bài tập giúp cơ bụng khỏe hơn. Đặt tay dưới mông nào. Dưới mông ấy, bạn thấy không? Giống thế này, nhưng đừng cong tay, thẳng ra. Và bạn đã thẳng ra được rồi đấy. Áp lưng dưới xuống để bạn không làm lưng bị thương. Nào, hai chân khép và nâng hai chân lên một tí. Chỉ một tí thôi, thế thôi, thế thôi. Và cảm nhận cơ bụng đang co lại. Rất tốt. Tốt lắm. Hạ xuống. Nào, nhấc lên cao một chút. Mũi chân hướng về phía người. Rất tốt. Cao lên chút nữa, rồi hạ xuống. Tốt. Lần nữa nào, nâng lên. Bạn cứ tập thế này từ 3 đến 10 lần. Và nếu bạn có thể giữ lâu hơn, thì là 3 là đủ rồi. Có được không? Hạ xuống nào. Và tôi muốn bạn lần nữa giữ lâu một chút. Bạn cứ ở đây, cảm nhận sự co của cơ bụng. Không phải đau lưng nha. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi biết bạn đang chờ tôi quay lại phải không? Cảm ơn rất nhiều. Điều này rất tốt.
Điều này biến giấc mơ của bạn thành sự thật. Thế giấc mơ của bạn là gì? Bạn không muốn có bụng dưới. Bạn muốn nó thật phẳng thì bạn sẽ được. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này trong 10 giây. 9 8 7 6. Đừng làm tổn thương lưng nha. 4 3. Tuyệt lắm, hãy thư giãn nha. Hãy để hai tay ra hai bên. Tốt lắm. Bạn thấy không? Đôi khi bạn sẽ khiến sức ép lên lưng. Làm thế nào để giải tỏa nó? Rất dễ thôi. Ôm cả hai gối thật chặt. Vài người không thể ôm thế này. Có thể bạn chỉ ở đây. Không sao cả. Nhưng cố kéo nó lại gần nhé. Và nếu bạn có thể ôm chặt lấy thế này. Rất tốt. Bạn ôm nó thế này. Và nhớ kiểm tra khi bạn ôm. Cầm hướng về phía ngực đó. Rất tốt. Thế chuyện gì xảy ra? Bạn đang kéo dài. Có vài người họ không biết. Vì thế cầm hướng lên. Bạn phải điều chỉnh, thấy không? Tôi muốn bạn cúi xuống. Và bất cứ khi nào bạn tập tư thế, hãy kiểm tra xem xương sống mình thế nào. Và nhịp thở nữa nào. Đúng rồi. Và khi bạn thở, tôi muốn bạn kiểm tra. Đúng rồi, nơi bụng đó. Và cứ giữ nguyên thế. Dang hai tay ra cao bằng vai. Và chân cao lên 90 độ nha. Và điều bạn sẽ làm là hạ cả hai chân qua bên. Chậm chậm thôi. Tôi nói từ từ mà. Bạn đã làm gì? Bạn thả xuống nhanh quá. Tôi muốn bạn điều khiển cơ bắp của mình. Nào, từ từ nâng lên. Rất tốt. Và hạ xuống bên kia nào. Bạn thấy không? Bạn tập xương sống mình. Và đôi khi vai bạn hở ra thế này. Không sao cả. Chỉ là vì vai quá cứng thôi. Không sao. Tập luyện sẽ giúp vai mở ra hơn. Và chân bạn cũng sẽ thả lỏng hơn. Và nhớ giữ hai chân bạn càng khép càng tốt. Bạn tập thế nào nào? Tốt. Nhấc chân cùng nhau. Từ từ thôi. Cô cảm thấy thế nào Mary? Tốt lắm. Từ từ sang bên này. Và điều gì bạn không được quên? Đó chính là việc hít thở. Mỗi khi bạn làm gì căng thẳng, bạn sẽ quên thở. Đừng nên nhịn thở. Khi bạn làm gì, hãy chú ý hơi thở. Vì thế bạn sẽ cực kỳ khỏe. Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn là làm chúng thoát ra ngoài. Có được không? Và bất cứ khi nào bạn làm gì, hãy nhớ hít thở. Lần cuối nào. Hai chân khép lại. Bên kia. Rất tuyệt. Tốt lắm. Nào, thả lỏng vai. Nhớ hít thở. Quan sát bụng. Quan sát xem nó nâng lên hạ xuống thế này. Có rất nhiều ở chỗ này. Nó sẽ giúp giải tỏa tất cả những căng thẳng ở những cơ quan nội tạng. Vì hơi thở giống như massage vậy. Nào, bây giờ từ từ nhấc lên. Rồi duỗi chân ra thật nhẹ nhàng. Hai chân hơi dang ra. Tốt lắm. Và nhớ hướng mũi chân ra hai bên. Luôn thế. Hít thở ba nhịp trước khi ta sang tư thế khác. Khi hít vào bạn làm gì? Hít vào bụng nâng lên và thở ra, bụng hạ xuống. Hít vào bụng nâng lên và thở ra, bụng hạ xuống. Thế này rất quan trọng. Trong yoga có đến 8 kỹ thuật thở chính. Nhưng tôi muốn bạn cứ tập thế này. Rất tác dụng đó. Tốt lắm, từ từ mở mắt ra. Và bây giờ, hãy nghiêng sang bên. Cứ xoay sang bên thế này. Cong gối. Và bạn ngồi dậy. Nào, nhìn về đây. Và bạn sẽ làm gì? Hãy quỳ lên tư thế kim cương. Ta đã nói gì về tư thế này? Tư thế kim cương rất tốt. Bạn hãy dành một vài phút trong ngày để tập nó. Nó rất tốt đấy. Sau khi làm việc, sau khi ăn, ăn trưa hay ăn tối. Thường thì các bạn ăn khá nhiều và khiến nó có cảm giác khó chịu.
và khi bạn cảm thấy khó chịu trong người, nên ngồi ở tư thế này. Tôi đề nghị bạn ngồi thế này, hai tay đặt lên gối. Từ từ đung đưa người ra sau rồi ra trước. Thấy không? Ra sau, giống như đung đưa ấy. Và thế này sau khi bạn ăn, hãy ngồi xuống và đung đưa nhẹ nhàng. Nó sẽ giúp massage vùng bụng. Trong 2 phút, bạn sẽ nghe thấy tiếng rò rập. Thức ăn vừa được tiêu hóa. Tốt lắm, một lần nữa. Đung đưa từ trước ra sau. Ra trước, ra sau. Tuyệt vời. Bây giờ ta từ từ quỳ lên tứ chi. Hai chân hơi dang ra. Và ta sẽ tập thế con mèo. Nào, tôi muốn bạn giơ chân phải lên. Nhìn ra phía trước. Khi bạn làm như thế, sẽ khiến xương sống dài ra, làm chắc khỏe xương. Thực sự dương dài ra. Nào, hít vào, giơ chân phải lên. Và khi thở ra, chạm xuống sàn nhà. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản. Khi hít vào, giơ lên. Khi bạn chuyển động, tôi muốn bạn cảm nhận xương hông. Và bạn hạ xuống. Hít vào, chân từ từ lên. Thở ra, hạ xuống. Tuyệt vời, bạn thấy không? Khiến xương sống dài ra. Hít vào, thật dài ra. Thở ra. Tuyệt lắm, hít vào. Và thở ra. Cô thấy thế nào? Hít vào, bạn thấy không? Bạn cảm nhận sức mạnh của xương chậu. Rồi thở ra. Bạn thấy không? Mỗi lần bạn sẽ cảm nhận xương hông mình mạnh hơn. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, tuyệt vời. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hai lần nữa nào. Hít vào. Và thở ra, hạ xuống. Một lần nữa, hít vào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Cảm nhận xương sống đang dương dài ra. Xương dài ra. Chân thật dài, hông khỏe hơn. Tôi muốn bạn giữ thế trong 10 phút. Xin lỗi, 10 giây. 9 8 7. Cảm nhận sức mạnh nơi hông. Giữ nguyên tư thế. 4 3 2. Rồi trở lại. Hạ chân xuống. Rồi tư thế đứa trẻ. Từ từ trở lại tư thế đứa trẻ. Đây gọi là tư thế đứa trẻ. Và điều bạn làm là hãy chạm đầu xuống sàn. Như thế đó, chỉ vậy thôi. Bạn biết không, đứa trẻ, tiếng Phạn là Balasen, đứa trẻ trong bào thai của mẹ. Tôi muốn bạn cứ nằm thế này, quên đi mọi thứ và tập trung vào tư thế. Chỉ vậy thôi, hít thở. Rất tuyệt, chỉ cần thở. Rất tốt. Nào, bây giờ ngẩng đầu lên và ta sẽ tập chân kia. May là ta có hai chân, duỗi chân trái ra. Và khi bạn duỗi chân ra, nó sẽ kéo xương sống dài ra. Có thấy không? Bạn thực sự đang kéo dài ra đó. Khi nhấc chân lên, cảm nhận nơi xương, cảm nhận nơi khớp, rồi thở ra, hạ xuống. Tốt lắm, thở ra, hạ xuống. Hít vào, lên. Cảm nhận, thở ra, hạ xuống. Một bài tập rất tốt cho hông. Hít vào, thở ra, hạ xuống. Hít vào, hạ xuống. Hít vào. Ngay cả với những người không quen tập, cứ tiếp tục vì bài tập này. Rất tốt để giải tỏa những căng thẳng, sẽ giúp hông không còn đau nữa. Rất tốt, bạn nên giữ hông mình thật khỏe. Nếu bạn muốn bước đi mạnh mẽ đầy năng lượng, nên tập bài tập này. Tốt lắm, lần cuối nào. Hít vào. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế và cảm nhận sự dương dài của xương sống. Bạn đang chống tay, dương người ra. Tôi muốn bạn cảm thấy chân mình thật dài. Và giữ nguyên thế này trong 10 phút. Đùa đó mà, 10 giây thôi. 9 8 7 6 5 4 3 2 và từ từ hạ xuống. Rất tuyệt. Bạn thấy không? Đứa trẻ, em bé. Tôi muốn bạn trở thành đứa trẻ và giữ nguyên đó.
Rất tốt. Hít thở 2 nhịp. Một nhịp nữa. 5. Từ từ ngước cằm. Và tôi muốn các bạn quỳ lên trên tứ chi và từ từ nằm sấp xuống như thế đó. Đúng vậy. Tôi muốn các bạn đặt tay ra phía trước mặt như thế này này và cúi đầu xuống. Hai chân khép lại nhưng gót hướng ra ngoài. Khép chân nhưng hướng gót ra ngoài thả lỏng. Rất tốt. Giữ nguyên đó. Tuyệt vời. Đây là tư thế mà bạn có thể nằm xuống và thư giãn cùng hít thở. Giữ nguyên tư thế và điều chỉnh hai vai trái phải sao cho cân bằng và trí óc và thân thể. Thế này rất tốt, vì khi trong yoga có những tư thế mà bạn nghiêng đầu qua bên thế này và hít thở, phần bên này sẽ được tiếp năng lượng. Và khi bạn quay đầu sang bên này và hít thở, bên này sẽ có năng lượng. Tôi sẽ chỉ cho bạn từng chi tiết, từng bước một. Cứ thực hiện từng bước một sẽ rất tuyệt vời. Nào, bây giờ cứ đặt đầu ở giữa. Và ta sẽ tập thế rắn hổ mang một cách nhẹ nhàng. Nào, hai chân khép lại. Gót hơi chạm nhau. Hai tay hai bên. Hơi rụt vai. Cúi đầu xuống phía trước. Và từ từ ngẩng đầu lên. Đẩy bụng xuống dưới tí nữa. Nhẹ nhàng nhấc vai lên. Từ từ nhìn lên. Nhớ là đừng có ép cổ nhé. Chỉ cuộn tròn một tí thôi. Và cuộn tròn trở lại nào. Hạ xuống. Tuyệt lắm. Hít vào. Tôi muốn bạn từ từ ngước lên. Ấn lòng bàn tay xuống sàn. Thấy không nào. Và từ từ hạ xuống. Tuyệt lắm. Lần nữa nào. Ngước lên. Tốt lắm. Thở ra. Hạ xuống. Hít vào. Cứ tiếp tục như thế. Tôi sẽ trở lại ngay. Cứ tiếp tục tập như thế nhé. Rất tốt đấy. Từ từ thở ra. Rồi hít vào. Tôi muốn bạn cảm nhận hơi thở. Cảm nhận xương sống. Thở ra thật chậm. Và hít vào. Thở ra. Những ai có vấn đề, cứ tiếp tục nha. Tôi nói là những ai có vấn đề bị đau lưng, tôi muốn bạn giữ khuỷu như thế này. Bạn có thể cúi xuống thế này. Ép hông xuống và đầu ngẩng lên. Đó rất tốt cho lưng bạn đấy. Lưng cúi, từ từ hít vào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên tư thế. Những ai không thể, tôi muốn bạn hạ khuỷu xuống thế này. Có được không? Cứ giữ thế này. Thật thoải mái. Rất an toàn, rất tốt cho lưng. Bất kỳ vấn đề nào về lưng, tư thế này rất tốt. Đây cũng là tư thế của sự tự tin. Bạn càng mở rộng trung tâm trái tim. Bạn thấy không? Trung tâm trái tim này, tiếng Phạn gọi là Anahatchakra. Càng mở rộng, càng thấy thoải mái và tự tin. 5 giây nữa, con cảm thấy tốt chứ? 4. Và cả cánh tay của bạn cũng trở nên thon thả đấy. Nào, từ từ hạ xuống. Cứ đặt tay đó, từng tay một, thả lỏng và hít thở thật sâu. Cảm nhận hơi thở thật sâu nào. Hãy cùng đồng hành với bản thân. Khi bạn tham gia vào lớp của tôi muốn bạn bỏ lại tất cả mọi thứ, không điện thoại. Bỏ ra mọi thứ và hãy tập cùng tôi. Bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp đó. Bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ chú ý đến mình thôi. Bạn nên tôn trọng cơ thể mình, yêu thương nó. Tốt lắm. Bây giờ hãy tập cho phần lưng dưới. Nào, đặt hai tay sang hai bên người. Lòng bàn tay hướng xuống, đúng rồi đó. Nhớ kiểm tra cằm. Thế đấy, bạn thấy không? Bạn đang giãn người ra đấy. Những gì bạn sẽ làm là cứ thả lỏng.
nhấc chân phải lên khỏi sàn một chút. Một chút thôi. Và tôi nhắc lại, tôi không muốn bạn hướng sang bên nào cả. Thế này này, thấy không? Tôi chỉ muốn bạn nhấc lên như thế này, rồi hạ xuống. Rất tuyệt. Nào, hít vào, chân trái lên một chút. Và hạ xuống, thấy không? Rất đơn giản. Làm lại nào. Phải, lên một chút. Và hạ xuống. Trái, lên một chút. Và hạ xuống. Rất tốt, cứ tiếp tục nhé. Và động tác này rất tốt. Tốt cho hông, tốt cho lưng. Những ai bị đau lưng, tư thế này rất tốt. Nó gọi là Adusala Basina. Ta cứ tiếp tục tập nhé. Và cảm nhận nơi khớp, nơi lưng khi nhấc lên. Rất tốt. Lần cuối nào. 4 lần nữa. Xuống, phải, lên. Cảm nhận. Xuống, trái, lên. Xuống. Bạn có thể giữ nguyên như vậy được không? Tôi muốn bạn giữ nguyên thế trong 10 giây. 10. Ấy, đừng hạ xuống, cứ giữ đó, giữ đó. Tôi nhìn thấy rồi nha. 5 giây nữa. 5, 4, 3. Và hạ xuống. Tốt lắm. Trái lên. Từ từ và giữ đó. Tốt. Giữ đó trong 10 phút. Tôi đùa thôi, 10 giây. 8, 7, 6. Giữ đó nha. 5, 4, 3, 2. Và hạ xuống. Chỉ thế thôi. Nào, để tay lại như cũ. Tay này chồng lên tay kia. Thư giãn khuôn mặt. Thả lỏng người. Rất tốt khi ta nghỉ ngơi giữa những động tác. Để cơ thể bạn có thể hiểu được những bài tập rất tuyệt. Hãy hít thở 2 nhịp nữa. Cảm nhận hơi thở đó. Dài hơn. Sâu hơn. Tuyệt lắm. Kế tiếp là bài tập cổ. Bạn biết đó, nhiều người bị đau cổ, bị đau nghiêm trọng. Họ bị cổ cứng như thế này. Và bài tập này cũng giống như thế. Nào, ngẩng đầu lên nào. Đặt tay trên sàn. Như thế này. Và chắc chắn là bụng của bạn thả lỏng như thế này. Không cần phải co cứng cơ bụng lại. Cứ thả lỏng. Nào, bạn nâng tay lên như thế này. Giống như bạn cử động từ từ, nhẹ nhàng, như đang xem phim, có đúng không? Khi bạn xem phim, bạn luôn để thế này, và tay kia cũng vậy. Nhưng có một điểm khác là bạn nhích khuỷu tay tới trước thế này, và bạn thả lỏng hai gót chân thế này, và ra trước tí nữa, và tay bạn thế này này, thấy không? Tôi muốn bạn chỉ thả lỏng như thế này. Nhắm mắt lại. Rất tốt. Cứ thế này trong vài phút. Bạn thấy không? Tư thế này, đừng rút khuỷu vào trong thế này, sẽ khiến cổ bị ép. Tôi muốn bạn đẩy khuỷu tới trước như thế này. Đặt trọng lượng. Tôi muốn bạn cảm nhận trọng lượng của đầu trên cánh tay, để cảm nhận cổ đang giãn ra. Thế này rất tốt cho những người bị đau cổ nghiêm trọng. Cứ để thế này trong vòng 1 phút. Rất tuyệt. Cảm nhận cổ giãn ra và khỏe mạnh hơn. Rất tuyệt vời. Hít thở 2 nhịp nữa. Tốt lắm. 1 nhịp. Và từ từ hạ xuống. Từ từ khuỷu giang ra. Úp hai tay lên nhau và thả lỏng đầu. Và nhớ quan sát hơi thở. Hít vào và thở ra. Tốt lắm, hít vào, thở ra. Rất tốt, hít vào, thở ra. Nào, ta sẽ tập động tác tiếp theo. Chống người lên bằng khuỷu, như thế này này. Nâng lên một chút. Cảm nhận xương sống dài ra. Tôi muốn bạn thấy lưng trên của mình dài ra. Thả lỏng hai tay. Rất tốt. Giờ bạn cong chân phải một chút nào. Một chút thôi. Thả lỏng tay nào. Ta sẽ tập một bài cho khớp hông. Tạo một vòng cung nhẹ nhàng. Điều bạn sẽ làm là khi tôi muốn bạn nhấc chân lên, nhớ tập trung. Bạn chỉ cần nhấc lên một chút thôi. Thế là được. Thấy không? Và hạ xuống.
Rất đơn giản. Tuyệt lắm. Lần nữa, hít vào, nhấc lên và hạ xuống. Nào, ta có thể làm 5 lần nữa chứ. Lên và xuống. Thấy không? Chỉ như ta muốn hướng bàn chân lên phía trần thôi. Nào, nâng lên, hạ xuống. Rất dễ dàng. 4 lần nữa. Nâng lên, hạ xuống. Và tôi muốn bạn làm thêm điều này nữa. Hít thở. Hít vào. Thở ra. Nhớ kết hợp chúng. Và bạn sẽ thấy trí não mình trở nên cực kỳ khỏe mạnh. Lại nào. Nâng lên. Hạ xuống. Tốt lắm. Một lần nữa. Lên. Và giữ thế. Trong 10 giây. 9. 8. 7. 6. 5. Cô thấy thế nào? 4. 3. Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Không còn căng nữa. Hạ xuống. Cứ thư giãn nào. Cúi xuống hai tay lần nữa. Nghỉ ngơi nha. Bạn thấy không? Cứ tập. Hãy cố gắng một chút. Vượt qua bản thân mình. Và tôi muốn nhắn cho bạn điều này. Đừng cứ nghĩ mình mệt. Lúc bạn nghĩ mình mệt, mệt, bạn sẽ mệt thật đấy. Và tôi muốn bạn, khi mệt mỏi vào buổi chiều, đừng nói mệt mà hãy nói: tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn thư giãn. Đó, rất tuyệt đấy. Nào, ta tập với chân trái. Cong chân trái một chút. Nhẹ nhàng. Giữ bàn chân ngang thế. Hít vào. Nhấc lên như muốn chạm đến trần ấy. Và hạ xuống. Tốt lắm. Hít vào, nâng lên. Và hạ xuống. Tốt lắm. Hít vào. Hạ xuống. Hít vào. Hãy cảm nhận nào. Hạ xuống. Tốt lắm. Hít vào. Cảm nhận sức mạnh. Sức mạnh nơi xương hông. Và hạ xuống. Bạn có thể cảm nhận cơ đang mạnh dần lên. Và cũng tốt nếu bạn săn mông lại. Hạ xuống. Hai lần nữa. Hít vào. Cảm nhận nơi xương. Và hạ xuống. Một lần nữa. Lên. Giữ nguyên đó. 10 giây. Nhớ hít thở. Cứ hít thở. 8. 7. 6. Chân bạn thế nào rồi? Nó có run rẩy không? Bạn mệt không? Hay bỏ xuống rồi? Đừng bao giờ bỏ xuống. Nào, nhấc lên nha, nhấc lên. Giữ đó, tốt lắm. 4, 3, 2, tốt, và hạ xuống, lại hạ xuống, thả lỏng, tiếp tục hít thở. Một nhịp nữa. Tuyệt vời, từ từ ngẩng đầu lên, đặt tay thế này. Và từ từ quỳ lên trên tứ chi. Tứ chi. Và từ từ chuyển sang tư thế đứa trẻ. Bạn biết thế đứa trẻ đó rất tốt. Tuyệt vời. Cứ hít thở đầu cúi xuống. Tuyệt lắm. Bây giờ bạn từ từ ngồi dậy. Nào, bây giờ ta sẽ tập một kỹ thuật thở. Rất đơn giản, nhưng nó sẽ giúp thông thoáng trí óc, đẩy chất độc ra ngoài, có được không? Hãy ngồi lên khăn. Rất đơn giản. Và bạn sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngồi cao lên, thế này. Hai chân bắt chéo. Tôi muốn bạn tập kỹ thuật thở này. Nó gọi là Basikra. Hít thở bằng bụng. Hít thở như thế này sẽ giúp tống độc ra ngoài, thanh sạch trí óc và giúp tạo hơi nóng trong cơ thể. Nhưng đừng tập kỹ thuật này trước khi đi ngủ. Buổi chiều cũng được, khoảng 9 giờ. Bạn có thể tập vài lần. Nào, bây giờ đặt tay phải ngay đây, trên bụng. Đặt tay trái thế này. Và bạn sẽ hít vào. Đẩy bụng tới trước. Và khi thở ra, ép bụng vào xương sống. Như thế đó, nào, hít vào. Thở ra. Hít vào. Tôi muốn bạn cảm nhận. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở
thở ra. Hít vào, thở ra. Khi hít vào, bụng đẩy ra, thở ra, bụng hóp vào. Hít vào, thở ra. Tập 10 lần nữa. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Nào bây giờ ta sẽ thở chậm hơn, thở mà không phát ra tiếng. Tập càng lâu càng tốt, nó rất tốt cho tim bạn, tốt cho trí óc bạn, cho não bộ. Xin chào. Sức mạnh tuyệt vời, sự linh hoạt tuyệt vời, cơ thể cường tráng, trí óc minh mẫn sẽ đến với bạn. Hãy tập yoga mỗi ngày. Xin chào.